Hello, what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Chucky Nguyễn Baby. Ok, thì dành cho những ai mà đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của mình thì mình tên là Nhân. Và channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những cái clip viral trên mạng. Ok, thì ở thời điểm hiện tại thì cái channel của mình cũng đã được 8.000 mấy, 9.000 subscribe rồi. Và đích đến tiếp theo của mình sẽ là 10.000 subscribe. Thì nếu mà các bạn chưa bấm subscribe, hoặc là bạn bè của các bạn chưa bấm subscribe, hoặc là ba mẹ của các bạn chưa bấm subscribe, thì hãy cho mình xin một nút subscribe từ các bạn nhé. Tại vì đấy sẽ là cái động lực của mình ở thời điểm hiện tại. Và mình rất là trân trọng những cái nút subscribe đó đấy. Ok. Và hãy nhớ like cái video này nếu mà các bạn xem xong và cảm thấy nó vui, hoặc là có một tí xíu tích cực gì đó từ mình. Ok. Và không mất thời gian các bạn nữa, tới phần intro thôi nào. Let's go baby. Yeah. Ok, thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái reaction video cho cái sản phẩm mới của Ren Evan, bài hát từ cơn đau. Thì thật ra đối với mình nghĩ là mình là một cái người không thể bỏ lỡ bất kỳ sản phẩm nào của Ren Evan luôn á. Tại vì mình đã có nói ở những cái video trước đấy, những cái video reaction trước đấy rồi. Thì đối với mình, Ren Evan là một trong những nghệ sĩ mà trẻ đang đại diện cho cái thế hệ gọi là Gen Z ở thời điểm hiện tại á. Mình có thể list ra một vài cái tên gọi là đại diện cho cái thế hệ trẻ ở thời điểm hiện tại là Mỹ Anh nè, Ren Evan nè, Từ Linh nè, những cái người rất là tài năng luôn. Và mình nghĩ Ren Evan là một cái nghệ sĩ mà trẻ không có thể bỏ lỡ được á. Thì ở thời điểm hiện tại mình làm cái reaction này là vào ngày 1 tháng 7. Và cái video, cái sản phẩm này được ra mắt vào 30 tháng 6 là vào ngày hôm trước. Và hiện tại là cái sản phẩm này chỉ có mới có 165.000 view thôi. Thì cái lượt view đó khá là ít. Nhưng mà mình vẫn quyết định làm cái reaction cho cái MV này. Tại vì mình rất là thích Ren Evan. Và mình nghĩ là trong tương lai thì Ren Evan có một cái mình nghĩ là theo cái tầm nhìn của mình thì mình thấy là cái khả năng gọi là phát triển của Ren Evan nó rất là cao, rất là lớn. Thì không có thời gian nữa, tới phần reaction thôi. Ok, tại vì và mình có để một cái đường link của sản phẩm gốc này. Nếu mà các bạn chưa xem qua cái sản phẩm gốc này, hoặc là muốn xem lại cái sản phẩm gốc này thì các bạn có thể click vào cái đường link đó nhé. Và ok, let's go. Ok, thì trước khi mà mình bấm play cái video này thì mình nhắc nhở các bạn cái việc gì thì các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Always stay hydrated. Hãy nhắc nhở những người xung quanh của chúng ta uống nước nhé. Và các bạn cũng phải uống nước nữa nếu mà chưa uống. Ok, let's go. Ta muốn bước qua cơn đau này, nhìn xung quanh mà thấy em xa vời. Bực đau nhói phát hiện về sau này. Damn, có một điều mà mình không biết là các bạn có để ý hay không ha. Mình nghĩ là tất cả sản phẩm của Ren Evan luôn á, thì ngoài cái việc Ren Evan đầu tư vào cái phần âm nhạc cũng như là về cái phần bài nhạc ra, về cái MV ra, thì mình có một để ý nó khá là nhỏ nhỏ ở đây là Ren Evan cũng khá là có một cái phong cách về thời trang cũng rất là riêng. Nói chung là nó khá là gọi là, mình không biết là như thế nào, nhưng mà theo mình nó cũng khá là high fashion đó. Tại vì mình thì mình không dám mặc những cái bộ đồ này, nhưng mà thực sự là đối với một cái nghệ sĩ trẻ như Ren Evan dám mặc những cái bộ đồ này lên và nhìn nó cũng rất là high fashion thì mình rất là respect cái điều này. Mình không biết là các bạn có để ý không mà những cái sản phẩm trước cũng như cái sản phẩm này thì mình thấy là những cái outfit, những cái bộ trang phục nó rất là yeah, rất là fashion, rất là yeah. Ok. Cái bài này nè, cái bài này là cái bài trên TikTok đúng không?
bà gì cái gì thư cái gì thư đúng không, thu hay thư gì đúng không, mình nhớ không làm là thư đúng không, bà mà hay quay mấy cái clip nhảm nhảm này, mình có thấy bà này ở trên TikTok rất là vui, cái chị này rất là vui. Cameo đẹp thế. Anh níu em trong tay tại nắm em không hay để rồi mình tuột mãi mãi. Em nấp sau anh đi tìm bốn phương không ra tại em kẹt trong quá khứ. Baby anh vẫn đau khi thấy em đi cùng ai. Đâu có gì sai. Baby anh cất đi bao nhiêu sĩ diện đằng sau. Đau thì thốt là đau. Anh làm nỗi buồn của anh viral. Để em nhìn thấy anh không phai màu. Đi về phía trước như là rapper. Không thể đi lùi như là Michael Jackson. Không thể đi lùi như là Michael Jackson. Moonwalk baby, moonwalk. If you know man. Let's go. Thế anh không phai màu. Đi về phía trước như là rapper. Không thể đi lùi như là Michael Jackson. Anh sẽ nên cơ ngơi cho người ta hưởng thụ. Tại sao phải hứng giọt mưa nặng chịu. Rồi trong đầu anh toàn mấy đêm gầm gừ. Từng bước mon men bon chen. Con em kêu anh là anh phải làm quen với đôi mới. Phải tìm lại lý do tại sao cuộc đời cho mình tiếp tục chạy. Không vì một người mà ta mất chục ngày. Không vì một người mà ta mất anh hay lên con ngựa anh phi. Chưa chi tới nơi ta hay ngồi. Vì ngựa anh nó quen đường cũ à. Hóa ra anh nhớ em mất rồi. Như ngựa anh nó quen đường cũ nhưng anh lại nhớ em mất rồi. Thì thực ra thì đầu cái video này thì đầu cái MV này thì mình theo mình nghe được cái lyric là hình như là đang nói về một cái chàng trai đang thất tình cũng như là bị người yêu đá hay sao đó. Thì ở đây có một câu mình khá thấy khá là hay là ngựa của anh là ngựa quen đường cũ, cái gì anh lại nhớ em mất rồi. Em đây có ai vậy không? Không em chọc được hồi mấy con cơm mình chửi nè. Anh ngồi vì ngựa anh nó quen đường cũ à. Hóa ra anh nhớ em mất rồi. Ta muốn bước qua cơn đau này. Damn, MV này quay ở đâu vậy? Wow, thực sự là cái concept của MV này rất là xịn ha. Và cái màu sắc của MV này và cái chủ đề của cái MV này và cái MV này nó rất là đẹp. Theo cá nhân mình là mình thấy nó rất là đẹp. Đồng ý thì hãy cho một like đi. Quanh mà thấy em xa vời. Bệnh đau nhói phát hiện về sau này. Gia đình phép thuật hả? Sai lầm. Có anh nữa, em không thuộc về nơi đây. Gia đình phép thuật hả? Tìm ai giờ, lúc 2 giờ anh mang cơn đau này đi chôn dấu. Chắc em lại nghĩ anh buồn vô tư. Damn. Ê. Chắc em lại nghĩ anh buồn vô tư. Em công nhận cái visualize của cái MV này nó rất là đẹp nha. Rất là fashion, rất là high fashion luôn nè. Công nhận là mình rất là respect cái điều này của Rain Event. Đây cũng là một trong những cái lý do mình rất là thích Rain Event và không thể bỏ lỡ cái sản phẩm của Rain Event được. Big fan của Rain Event luôn. Nếu mà Rain Event có coi cái reaction này thì gầy quá. Em lại nghĩ anh buồn vô tư. Đẹp quá. Wow. Một sai lầm. Sau này, oh, I hear you.
tại sao cái MV này lại ít view như vậy chứ. Damn. À Lưu Thư, Lưu Thư. Ờ cái bà này là Lưu Thư. Ok. Khúc sau là credit thôi đúng không? À, thật sự luôn là đối với mình cái MV này nó mình nghĩ là đầu tư rất là nhiều luôn á, nhưng mà mình vẫn không hiểu tại sao lại là nó lại ít view như vậy. Và mình nghĩ là nếu mà ở đây những cái bạn viewer của mình nếu mà thực sự là muốn ủng hộ cho một cái gọi là cái một cái nghệ sĩ trẻ thì các bạn nên bấm vào cái đường link mình có để dưới phần mô tả thì các bạn ủng hộ cho Rain Event đi. Tại vì cái một cái MV như thế này thì mình nghĩ là nó rất là, mình nghĩ là nếu mà kiểu ra quốc tế thì nó rất là rất là bình thường luôn á, rất là đẹp, rất là đầu tư và hình ảnh màu sắc nó rất là đâu vào đó luôn, âm nhạc cũng không không đến nỗi tệ. Và theo cá nhân mình thì mình rất là thích cái vibe này ha. Mình nghĩ là nếu mà mình kiểu đi bộ hoặc là đạp xe đạp gì đó thì cái bài này chắc chắn mình phải nghe luôn, nó rất là vui tươi. Một cái nghệ sĩ như vậy và với một cái sản phẩm như vậy thì mình nghĩ là nó không thể nào mà cái với cái lượng view, theo mình cái lượng view này nó khá là ít ha, 165.000 view sau một ngày. Rain Event á, theo mình là một người rất là đặc biệt, gọi là có một cái màu nó rất là đặc trưng luôn. Không ở, đối với mình thì ở Việt Nam mình không có ai gọi là có thể trùng với lại Rain Event được. Thì cái đặc biệt đầu tiên nữa đó là Rain Event rất là trẻ, và Rain Event đã đi gọi là tiên phong về cái màu nhạc này cũng như là cái style này, thì mình nghĩ là quá tài năng luôn á. Đối với mình một người như vậy là quá tài năng luôn, không thể nào gọi là có thể bỏ lỡ những cái sản phẩm ở thời điểm hiện tại hoặc là những cái sản phẩm tiếp theo của Rain Event được. Yeah, shout out cho Rain Event và cái ekip làm ra cái MV này, mình rất là thích cái MV này luôn. Tí nữa chắc chắn là mình sẽ ngồi mình nghe lại cái bài hát này và xem lại cái MV này. Thì như mình nói, nếu mà các bạn thực sự là yêu một cái gì đó gọi là nghệ thuật, một cái gọi gì đó gọi là về âm nhạc, thì mình nghĩ là các bạn nên ủng hộ một cái nghệ sĩ như Rain Event. Thì đó là cái reaction của mình cho cái MV này. Mình rất là mong là mình đã đem lại một cái năng lượng tích cực cho các bạn. Và nhưng mà khi thì mình mong là các bạn sẽ nhắc nhở những người xung quanh của chúng ta uống nước, vì đó là một trong những cái câu slogan trên cái channel của mình. Và như mình nói ở đầu video, ở thời điểm hiện tại thì cái channel của mình sắp đạt được 10.000 subscriber rồi. Thì mình rất là mong các bạn sẽ là những cái người gọi là đồng hành với mình trong thời điểm hiện tại, và sẽ là những người gọi là đóng góp cũng như là gọi là chúng ta cùng đồng hành với nhau ở cái thời điểm này. Và mình rất là vui khi mà cái channel của mình đã được sắp được 10.000 subscribe rồi. Có thể là cái con số này khá là ít, nhưng mà đối với một người mà không có nổi tiếng gì cả và không có, nói chung là không ai biết gì cả, nhưng mà sau 7 tháng làm YouTube thì đã được con số này, thì đối với mình là một con số rất là vui rồi, thực sự luôn. Đó là một những cái gọi là những cái gọi là achievement, gọi là cái gì achievement, tiếng má tự nhiên quên tiếng Việt chứ trời, má khùng mẹ. Ok, thì nói chung là một trong những cái mà mình rất là tự hào về bản thân mình. Và mình rất là vui là khi là các bạn là một trong những cái người mà góp cái phần đó, rất là vui. Và như mình nói, rất là mong là chúng ta sẽ đồng hành với nhau ở thời gian sắp tới. Và chắc là cái reaction của mình là đến đây thôi. Và mình rất là mong là hẹn các bạn ở cái video tiếp theo. Không biết là khi nào, nhưng mà mình sẽ cố gắng ra cái reaction video trong thời gian sớm nhất. Ok, và cái reaction video của mình đến đây thôi. Và chúc các bạn sẽ có được một ngày thật vui vẻ. Ok. Và yeah, đến đây thôi. Cũng 9 mấy rồi. Ok. Nhu khi peace and I'm out. Bye guys. Nhớ uống nước nha. Nhớ lan tỏa cái năng lượng tích cực của bản thân của các bạn sang cho những người xung quanh nha. Ok. Ok nha. Đừng để nói nhiều nha. Nha. Bye nha. Ok. Bye baby.